Xin chào tất cả các em học sinh khối 7 trường Trung học cơ sở Trung An quận 11. Thầy chúc các em có sức khỏe dồi dào và rất mong gặp lại các em. Như các em đã biết ở lớp 6, các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số. Giờ đây số đó gọi là số hữu tỉ. Ví dụ, số trừ 0,5 để ta viết thành trừ 5 phần 10 hoặc bằng trừ 1 phần 2. Trừ 2 phần 4, 0 thì có thể viết thành 0 phần 1, 0 phần 2, 0 phần 3. Hỗn số 2, 5 phần 7 bằng 19 phần 7, trừ 19 phần trừ 7, 38 phần 14. Số 3 có thể viết thành 3 phần 1, 6 phần 2 bằng 9 phần 3. Như vậy các số trừ 0,5, 0, hỗn số 2, 5 phần 7, 3 đều là số hữu tỉ. Vậy hiểu số hữu tỉ là gì? Thì hôm nay chúng ta sang chương mới, bắt đầu chương mới của gì? Đại số lớp 7. Chương 1, số hữu tỉ, số thực. Bài 1, tập hợp các số hữu tỉ. 1 nhỏ số hữu tỉ. Ta vào phần 1 nhỏ số hữu tỉ. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số A phần B với AB là số nguyên, B khác không. Tập hợp số hữu tỉ được ký hiệu là Q. Như vậy, ta đã được mở rộng các tập hợp số như sau. Đầu tiên ta biết được tập hợp các số tự nhiên, ký hiệu là chữ N. Gồm có số gì? Tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Rồi chúng ta tập hợp số ta được mở rộng ra thêm gì các số gì nguyên âm và gọi chung là tập hợp các số nguyên ký hiệu là chữ Z, gồm tập hợp các số nguyên âm, số nguyên dương và số không. Rồi chúng ta được mở rộng ra thêm là gì các số gì viết được dưới dạng phân số A phần B với AB thuộc Z và B khác không thì được gọi là tập hợp các số hữu tỉ. Ta vào chấm hỏi 1, vì sao có số 0,6 trừ 1,25, 1 phần 3 là các số hữu tỉ? Muốn biết là số hữu tỉ hay không thì ta chỉ xem lại định nghĩa số hữu tỉ. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số A phần B với AB là số nguyên, B khác không. Như vậy thật đơn giản, vì 0,6 bằng 6 phần 10 mà gì tử và mẫu 6 và 10 thuộc số nguyên và mẫu 10 khác không nên gì 0,6 là số hữu tỉ hay 0,6 thuộc Q. Tương tự như vậy, trừ 0,2 trừ 1,25 bằng trừ 125 phần 100 mà gì trừ 125 và 100 đều là số nguyên và 100 khác không nên gì trừ 1,25 là số hữu tỉ hay trừ 1,25 thuộc Q. Tương tự như vậy, 1 phần 3 ta đưa về phân số 3 phần 4. Mà gì tử và mẫu đều là số nguyên, mẫu khác không, nên 1 phần 3 là số hữu tỉ. Ta sang chấm hỏi 2. Số nguyên A có là số hữu tỉ không? Vì sao? Cũng tương tự như chấm hỏi 1, ta đưa gì? Số nguyên A về dạng phân số A phần B. Rồi, vì A thì bằng A phần 1. Mà gì? A và 1 thuộc số nguyên và 1 là mẫu ấy, khác không nên A là số hữu tỉ. Ta sang phần 2 nhỏ, biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. Chấm hỏi 3, biểu diễn các số nguyên trừ 1, 1, 2 trên trục số. Trừ 1 là số nguyên âm nên từ số 0 ta đi về ngược về phía mũi tên một đơn vị. Ta có số trừ 1. Số 1 và số 2 là số nguyên dương nên ta đi về phía mũi tên một đơn vị, ta biểu diễn được số 1. Hai đơn vị ta biểu diễn được số 2. Như vậy ta đã biểu diễn được số trừ 1, 1, 2 trên trục số. Biểu diễn số hữu tỉ 5 phần 4 trên trục số. Mẫu của 5 phần 4 là 4, phải chia mỗi đơn vị ra thành 4 phần. 5 phần 4 lớn không nên từ gì số 0 ta tiến về phía mũi tên 5 phần. Ta biểu diễn được số hữu tỉ 5 phần 4 trên trục số.
Biểu diễn số hữu tỉ 2 phần trừ 3 trên trục số thì ta đưa về mẫu dương trước, thành ra gì? Trừ 2 phần 3, mẫu là 3, chia mỗi đơn vị ra thành 3 phần bằng nhau. Trừ 2 phần 3 là số nhỏ hơn 0 nên gì? Từ phía số 0 ta dịch về hai đơn vị, ngược về phía mũi tên hai đơn vị, ta biểu diễn được số trừ 2 phần 3. Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x. Ba nhỏ so sánh hai số hữu tỉ. Chấm hỏi 4, so sánh hai phân số trừ 2 phần 3 và 4 phần trừ 5. So sánh hai phân số không cùng mẫu. Bước 1, quy đồng hai phân số cùng mẫu dương. Bước 2, so sánh tử hai phân số. Tử phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Ta làm như sau. Đầu tiên ta biến đổi 4 phần trừ 5 thành phân số có mẫu dương là trừ 4 phần 5. Quy đồng mẫu chung của trừ 2 phần 3 và trừ 4 phần 5. Mẫu chung là 15. Quy đồng trừ 2 phần 3 thì sẽ bằng là trừ 10 phần 15. Trừ 4 phần 5 biến đổi thành trừ 12 phần 15. Ta so sánh tử với nhau. Vì trừ 10 lớn hơn trừ 12 nên trừ 10 phần 15 lớn hơn trừ 12 phần 15. Kết luận vậy, trừ 2 phần 3 lớn hơn 4 phần trừ 5. Vậy với hai số hữu tỉ bất kỳ x, y, ta luôn có hoặc x bằng y, hoặc x nhỏ hơn y, hoặc x lớn hơn y. Như vậy, ta so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng hai phân số rồi so sánh chúng với nhau. Và ví dụ so sánh hai số hữu tỉ trừ 0,6 và 1 phần trừ 2. Bước 1 ta đưa về gì? Các số hữu tỉ này thành phân số có mẫu dương. Rồi ta quy đồng. Ta có trừ 0,6 bằng trừ 3 phần 5. 1 phần 2 thì bằng trừ 1 phần 2. Quy đồng hai mẫu chung của hai phân số này có mẫu là gì? Chung là 10. Trừ 3 phần 5 quy đồng thành trừ 6 phần 10. Trừ 1 phần 2 quy đồng thành trừ 5 phần 10. Tiếp theo ta so sánh tử chúng với nhau. Vì trừ 6 nhỏ hơn trừ 5 nên trừ 6 phần 10 nhỏ hơn trừ 5 phần 10. Kết luận vậy, trừ 0,6 nhỏ hơn 1 phần trừ 2. Ta xong ví dụ 2. So sánh số hữu tỉ trừ 3, 1 phần 2 và 0. Ta đưa về gì? Các phân số hỗn số trừ 3, 1 phần 2 bằng trừ 7 phần 2. Số 0 thì dĩ nhiên bằng 0 phần 2. So sánh tử chúng với nhau, trừ 7 nhỏ hơn gì? 0, nên trừ 7 phần 2 nhỏ hơn 0 phần 2. Vậy, trừ 3, 1 phần 2 nhỏ hơn 0. Các số hữu tỉ cũng tương tự như các số nguyên. Số nguyên thì gì? Số nào nhỏ hơn thì nằm ở bên phía tay trái. Tương tự như vậy, nếu x nhỏ hơn y thì trên trục số điểm x nằm bên trái điểm y. Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương. Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm. Ta sang chấm hỏi 5. Trong các số hữu tỉ sau, số nào số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm và số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm. Trừ 3 phần 7, 2 phần 3, 1 phần trừ 5, trừ 4, 0 phần trừ 2, trừ 3 phần trừ 5. Số hữu tỉ dương là các số gì có tử và mẫu là cùng dấu với nhau. Tử mẫu nha, cùng dấu với nhau và tử mẫu khác không ha. Số hữu tỉ dương là số 2 phần 3 và trừ 3 phần trừ 5. Số hữu tỉ âm là những số gì có tử và mẫu khác dấu nhau. Ở trong này có số hữu tỉ âm là trừ 3 phần 7 và trừ 1 phần trừ 5, trừ 4. Số 0 là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm, là số 0 phần trừ 2 là bằng số 0 luôn. Bài 1 sẽ khoa trong 7 viền ký hiệu thuộc, không thuộc và con thích hợp vào ô vuông. Trừ 3 thuộc N không?
À, chữ 3 không là số tự nhiên, vậy điền ký hiệu không thuộc. Chữ 3 cái là số nguyên không? Hiển nhiên là số nguyên, vậy thì ta điền ký hiệu thuộc. Chữ 3 cái là số hữu tỉ không? Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ, vậy ta điền ký hiệu thuộc. Chữ 2 phần 3 có là số nguyên không? Ta rút gọn không được, vậy chữ 2 phần 3 không là số nguyên. Chữ 2 phần 3 cái là số hữu tỉ không? Chữ 2 phần 3, A, B, mẫu và tử đều là thuộc số nguyên, và mẫu khác không, vậy thì gì? Chữ 2 phần 3 là số hữu tỉ. Tập hợp N, tập hợp Z, tập hợp Q, tập hợp có quan hệ là con. Mọi phần tử của tập hợp N đều thuộc tập hợp Z, vậy thì gì? N là con của Z. Mọi phần tử của tập hợp Z đều thuộc tập hợp Q, vậy là Z là con của Q. Ta xong bài 4, xếp qua trang 8. So sánh số hữu tỉ A phần B với số 0 khi AB cùng dấu và khi AB khác dấu. Trong đó AB là những số nguyên, B khác không. Và khi AB cùng dấu thì gì? A phần B nó sẽ lớn hơn không? Khi AB khác dấu thì A phần B nhỏ hơn không? Bài tập về nhà. Các em làm bài 2 sẽ qua trang 7. Bài 3 sẽ qua trang 8. Bài 5 sẽ qua trang 8. Bài học đến hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chúc các em ở nhà vui vẻ, khỏe mạnh và học tốt. Thân ái chào.